cái mới bỏ ra đấy, giờ đấy bây giờ này. Sao không bỏ ra thì là bê đê thật rồi. Không bỏ ra đâu, bỏ ra gì bỏ đâu, con không biết bỏ gì đâu. Con chỉ biết bắp thôi, con chỉ biết lấy thôi, con chỉ biết bắt chịu mà. Thế rồi bờ đê lưng bờ đê chết rồi. Hưng bê đê thật hả con? Con ngồi bù gì Hưng nha. Anh Thuận không thể chấp nhận nổi. Trêu cái gì mà trêu từ nãy giờ. Gọi là trêu. Chết rồi. Mà anh Thuận này chết thôi. Bây giờ đi toán gái tán với gái gọi vốn thôi. Con nào mà lớn đến nào, ngày nào đi học cứ đứng cổng trường là có bạn gọi vốn thôi. Toán bạn gái thôi. Ôi sáng chưa? Chết rồi. Có vấn đề. Ôi rồi, có vấn đề rồi. Nợ lần trước chưa trả được. Nợ gì? Lần trước thuận bóp qua. Ai bóp trước hả? Ai bóp trước? Như ông nào bóp nhiều hơn? Thôi không này, vô duyên vừa thôi. Nhưng mà thuận bóp phải con đâu. À được, bóp con nhiều hơn. Thì bóp lại đây. Nhưng mà bóp nhiều hơn. Thì bóp lại đây thịt ra. Bác sĩ cho xuống nhá. Ăn miến không hả ông ạ? Ủa sáng cháu thế. Cháu không ạ? Cháu nồi. Con này à? Thì ông ăn miến không con? Rách quần. Ờ kìa bơ. Nhưng mà lại chơi miếng phát cáo ra. Cái lịt. Ai mà cười giòn thế? Hiểu ấy hiểu. Hiểu xử lý đi hiểu. À, chết rồi con. Mẹ không thể chấp nhận. Hắt cả môi. Này, biết ngày hôm nay ngày gì của anh hiểu không? Tôn trọng anh hiểu nào. Hùng ơi, đau anh. Bỏ tay của anh ra. Thuận ơi, Thuận. Thuận. Không đùa nhau nữa. Thuận không chấp người dưới. Thuận này nó cục lắm. Cẩn thận, Hưng bị ăn tát vỡ mồm. Thằng Hưng này cục. Chết mồ hôi rồi. Tìm sao? Bê đê này nữa. Mời. Mời à? Mời em luôn hả? Không. Khổ thân hiểu tắt mồ hôi này. Mời thử thách thôi. Thương chẳng lẽ. Này Hiếu tí nữa xử hai thằng này nha. Hiếu xử đi. Hiếu sao rồi được. Thuận diện được con vật chết. Thắng Hiếu cơ mà. Hiếu là người lớn rồi đó. Để ý thì anh chẳng con đâu mà. Diện chống xe thôi. Rồi. Trên này có giọng quấn hay này. Ai cười mà giòn thế? Ngon. Đừng có đùa gì mà bật vào cửa mà ngã lộn ra ngoài chỉ có chết thôi đấy. Ngồi xe đừng có đùa. Nghe chưa? Này còn